Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Đây là một cái công nghệ của XPG là họ đang muốn thể hiện ra là chúng ta là họ có thể làm được. À đúng rồi, tụi em có thể làm được. Có thể làm được. Ở đây là chiếc tản nhiệt. Ngoài ra thì tụi em còn có thêm cả RGB. RGB, ok. Rồi đây là nhưng mà thế là có mỗi bản trắng không bản đen? Dạ có bản trắng mà. Tại vì tụi em vẫn đang làm một cái project thì để sản xuất thì tới năm 2024 tụi em mới sản xuất. Ok. Thế tức là đang hiện tại đang đây là prototype bản màu trắng. Dạ, màu trắng. Và liệu rằng Arata có khả năng có gọi là ra sản phẩm đen không? Dạ đúng. Ok, thế tức là bởi vì là có nhiều người cũng mong muốn cái sản phẩm như này nhưng mà lại phải là màu đen nha, bởi vì máy họ đen nha. Dạ, em hiểu thì em sẽ góp ý thêm, tại vì dạ, có vẻ như đây là sản phẩm hấp dẫn nhất của Arata hôm nay. Ừ, nhưng mà không biết bên kia còn gì hay ho không? Mới đấy. Ui. Trên 1600W của tụi em một lúc chạy 4 cái battery đi hạt chơi Bitcoin vô tư luôn. Tôi bơm luôn. Gắn 2 cái chỗ là chơi 8 cái luôn. Chơi 8 cái luôn. Dạ, định lắm. Cái này à? Đây là nhưng mà có bán kèm cái này không hay là chỉ cái này thôi? Dạ không. Cái không này à? Con này tụi em chuẩn bị bán nè. À, nhưng chuẩn mà bị bán. Tụi em muốn trình diễn đây cho anh để cho anh thấy là cái capacity nó lĩnh như thế nào. Dạ con số trên kia. Đang vẫn đang chạy full max bình thường luôn. Chính xác. Chạy hết cỡ luôn. Tại đang anh nhưng mà hiện tại đang thấy là có một con chạy max TDP, còn những con còn lại chưa chạy max nha. Nhưng mà nói chung là con này là đang là 1600W và có thể cân lên tới là 4 con cạc 4 hay là 4090 đúng không? Dạ, 4090 luôn. Dạ 4090. Ra đây mình có thể mình có show ra mình xài bao nhiêu quá về cái này. Ủa thế cái này còn hấp dẫn hơn cả cái SSD rồi. Cắt thật đấy. Anh có muốn chỉnh không? Anh có thể chỉnh thử. Nhưng mà hiện tại okay, thank you, Jimmy. Good job.